Những món đồ cổ quý được trao gửi về cho những khách hàng. Đây là một trong những cái ống nhổ rất là đẹp mà được em trao duyên gửi về cho khách hàng ở các nơi, gửi về cho người anh ở tỉnh Đồng Nai. Người anh này sưu tầm cổ vật rất là tâm huyết, không bao giờ bán món gì. Đây là đề tài vẽ liễu ngạn, một trong những cái ống nhổ vẽ rất là đẹp mà nó là một trong những món đồ sứ ký kiểu dành cho những cái bậc mà gọi là có chức sắc lớn của triều nhà Nguyễn mới có cái duyên sưu tầm. Tất cả đều được em bảo hành chuẩn cổ. Và đây là bộ ba Đông Ẩn được em trao duyên gửi về miền Bắc, rất là đẹp. Những đề tài Long Ẩn luôn được thu hút người sưu tầm. Thứ nhất là chất đồ rất là mỏng, chất đồ rất là mỏng mà nó rất là có hồn. Để được sở hữu những trang phẩm quý như thế này thì bác nào có nhu cầu kết nối gọi điện với em để mà mình được hữu duyên những món cổ vật tâm huyết của ông bà ngày xưa. Những món cổ vật rất đẹp, đẹp tô. Bác nào mà có nhu cầu hữu duyên những cổ vật này, kết nối gọi điện với em để mà mình được sở hữu những món đồ quý như thế này.